Mở đầu chương trình thời sự tối nay là công văn hòa tốc của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Ngày 9 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn, y tế, tài chính, chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, đại diện công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navesco và một số doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Đơn Dương như là Vinamilk, Đà Lạt Milk để nghe báo cáo và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy trên địa bò sữa tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Dự buổi làm việc có đó đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Long, cục trưởng cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Đơn Dương và Đức Trọng báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng và ý kiến phát biểu về chuyên môn của đồng chí Nguyễn Văn Long, cục trưởng cục thú y Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, ủy ban dân tỉnh có ý kiến như sau: đánh giá chung, đến thời điểm hết ngày 9 tháng 8 năm 2024 đã có trên 3.917 con bò bê và bò sữa của 202 hộ thuộc 6 xã huyện đơn dương một Đức trọng bị bệnh tiêu chảy, trong đó có 172 con bò sữa bị chết do tiêu chảy. Hiện cục thú y Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đang kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân gây bệnh từ 4 yếu tố: nguồn lây bệnh, thời tiết môi trường, thể trạng bò sữa, vaccine. Trước tình hình nêu trên, được sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của thường trực tỉnh ủy, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban dân tỉnh, cùng với sự quan tâm hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn của cục thú y Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, các sở ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương, huyện Đức Trọng, Đơn Dương đã quyết liệt, nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, như hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại phân công lực lượng thú y đến từng hộ chăn nuôi có gia súc bị tiêu chảy để hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tạm dừng việc tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh nhằm xác định nguyên nhân chính xác để có phát đồ điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy trên bò sữa tại huyện đơn dương và đức trọng. Nhận định trong thời gian tới, bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa có thể tiếp tục phát sinh và lây lan, số bò chết tiếp tục tăng, Do đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, đơn dương và đức trọng tập trung triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau. Mục tiêu và nhiệm vụ thời gian tới. Ban chỉ đạo và tổ công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại huyện đức trọng và đơn dương tăng cường trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là lực lượng thú y trên địa bàn tỉnh, các huyện thành phố và tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của cục thú y bộ nông nghiệp phát triển nông thôn các chuyên gia nhà khoa học Cẩn trương áp dụng các biện pháp tốt nhất, cần thiết nhất, phù hợp nhất để nhanh chóng xác định nguyên nhân và có giải pháp biện pháp tập trung cứu chữa đàn bò đang bị bệnh, không để bò tiếp tục chết hoặc giảm thiểu tối đa số lượng bò bị chết. Đồng thời có biện pháp bảo vệ đàn bò khỏe mạnh, không để tiếp tục lây lan dịch bệnh. Nghiên cứu nâng cao thể trạng sức đề kháng cho đàn bò sữa bằng các biện pháp như cung cấp đầy đủ thức ăn tinh, thức ăn thô xanh, bổ sung các loại vitamin chất điện giải để cho mức nước và hạn chế tiêu chảy. Thực hiện ngay các biện pháp cách ly bò bị bệnh với đàn khỏe, chưa bị nhiễm bệnh tiếp tục thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh phun hóa chất sử dụng vôi bột để sát trùng vệ sinh tiêu độc tại các cơ sở hộ chăn nuôi và khu vực xung quanh có gia súc bị bệnh chết buộc tiêu hủy để ngăn chặn nguồn lây nhiễm bệnh xử lý chung đắp bò bị chết do tiêu chảy theo đúng quy định để không gây ô nhiễm môi trường đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển giết mổ động vật tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bắn chạy bò bị bệnh cho thương lái các loại giết mổ tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc ra khỏi địa bàn nhất là cho bò có nguy cơ bị bệnh tổ chức đoàn đến hỗ trợ hướng dẫn tuyên truyền động viên các hộ chăn nuôi, nhất là các hộ có gia súc bị bệnh bị chết, chủ động cung cấp thông tin để người dân an tâm, không hoang mang và tích cực phối hợp với chính quyền và các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, điều tra xác định nguyên nhân xảy ra dịch bệnh trên đàn bò. Quan tâm ổn định tình hình và nghiên cứu phương án chính sách hỗ trợ động viên kịp thời đối với các gia đình có bò bị bệnh bị chết nhằm ổn định đời sống và tinh thần cho người dân. Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa thuộc Đức Trọng và huyện Đơn Dương, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện Đức Trọng, Đơn Dương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn có hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, chữa trị kịp thời các triệu chứng ban đầu để tăng sức đề kháng cho đàn bò, hướng dẫn thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Suốt ngày hóa chất vật tư thú y đang dự trữ cho huyện Đức Trọng và Đơn Dương để hỗ trợ các hộ chăn nuôi vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh có gia súc bị bệnh chết, buộc tiêu hủy để tránh nguồn lây nhiễm bệnh và đảm bảo môi trường tốt nhất cho đàn bò. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện pháp đồ điều trị bò bệnh ngay khi có khuyến nghị của cục thú y, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn giảm thiểu tối đa bò bị mắc bệnh chết. Đề nghị công ty cổ phần thuốc thú y trung ương và cục thú y, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn các hộ chăn nuôi về các biện pháp cách thức cụ thể nhằm nâng cao thể trạng, sức đề kháng cho đàn bò sữa và tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine viêm da nổi cục từ chế độ ăn cho đến các điều kiện chăm sóc. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình và cập nhật chính xác thống nhất số liệu báo cáo hàng ngày theo quy định. Cụ thể thống kê đầy đủ số liệu về tổng đàn, số bò đã tiêm các loại vaccine viêm da nổi cục, số bò bị bệnh, số bò chết phát sinh hàng ngày và lũy kế đến thời điểm báo cáo, số bò phục hồi sau điều trị, Thời điểm báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh trước 8 giờ và 15 giờ hàng ngày. Tham mưu ủy ban nhân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho những hộ dân có bò sữa bị mắc bệnh, bị chết. Báo cáo ủy ban nhân tỉnh trước ngày 13 tháng 8, đồng thời gửi sở tài chính để thẩm định tham mưu. Ủy ban nhân dân các huyện Đức Trọng và Đơn Dương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình dịch bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa để có phương án xử lý phù hợp và ổn định tình hình, tuyệt đối không chủ quan lơ là để dịch bệnh lây lan ra diện rộng thường xuyên thông tin tuyên truyền vận động nhân dân hiểu bình tĩnh đồng thuận ủng hộ chia sẻ và tích cực hợp tác cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huy động và phân công lực lượng thú y đến từng hộ có gia súc bị bệnh để hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cách ly gia súc bị bệnh điều trị sớm gia súc đã xuất hiện triệu chứng bệnh bằng các loại thuốc kháng sinh phổ rộng mẫn cảm với các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột kết hợp với các loại thuốc khác để điều trị tiêu chảy, các loại vitamin chất điện giải để tăng cường sức đề kháng chống mất nước và hạn chế tiêu chảy cho đàn bò sữa. Giám sát hỗ trợ xử lý tiêu hủy bò bệnh theo đúng quy định, tuyệt đối không để bán chạy bò bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc ra khỏi địa bàn xã để tránh lây lan bệnh ra bên ngoài. Huy động hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể từ huyện, xã đến tổ dân phố, thôn, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở Cơ quan chuyên môn trực tiếp đến các hộ chăn nuôi có bò bị bệnh để hỗ trợ hướng dẫn điều trị, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, cách ly nguồn lây nhiễm bệnh nhằm khống chế dịch bệnh và ổn định đời sống của nhân dân. Tổ chức ngay việc cấp phát hóa chất vật tiêu thú y để các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh có gia súc bị bệnh chết buộc tiêu hủy để tránh nguồn lây nhiễm bệnh và đảm bảo môi trường tốt nhất cho đàn bò. Tạm dừng ngay việc sử dụng vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục Navet Lê Bê Vác của công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương để chờ kết quả kiểm tra kết luận của cơ quan Trung ương. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu giữ toàn bộ lọ vỏ lọ vắc viêm gan độ cục đã dùng hết, các lọ vắc chưa dùng hết và vắc chưa sử dụng, bảo quản niêm phong cẩn thận để phục vụ lấy mẫu phân tích xét nghiệm xác định nguyên nhân. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình và cập nhật chính xác thống nhất số liệu báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của ban nhân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành lập tổ công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình thường xuyên thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, phổ biến cho người dân tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định, chính sách trong phòng chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan thú y. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để kịp thời thông tin, phổ biến về phương pháp phát đồ điều trị bò mắc bệnh để các hộ chăn nuôi nắm bắt, áp dụng kịp thời. Sở tài chính chủ động phối hợp với Sở nông nghiệp phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân tỉnh phương án chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời đối với các gia đình có bò bị bệnh, bị chết nhằm ổn định đời sống và tinh thần cho người dân. Đồng thời, cân đối đề xuất Ủy ban nhân tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống bệnh trên đàn bò sữa theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương cách thức và kỹ thuật tiêu hủy bò mắc bệnh bị chết, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Sở Y tế huy động lực lượng cán bộ y tế phối hợp với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các huyện trong công tác phòng điều trị bò bị bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ dịch bệnh và vệ sinh môi trường, phòng chống việc lây truyền bệnh từ gia súc sang người. Ký thay chủ tịch, phó chủ tịch võ ngọc hiệp đã ký.